ổ cứng HDD Seagate 4TB. Với thiết kế chuẩn giao tiếp 3,5 inch, 5400 vòng trên phút cùng với dung lượng 4TB thì các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm tối đa chi phí cho việc mua sắm ổ cứng HDD cho hệ thống của mình. Phía trên ổ cứng được gắn một nắp bạc với nhãn dán ghi đầy đủ các thông tin chi tiết về sản phẩm, được thiết kế chắc chắn, tinh tế để bảo vệ cả bo mạch và ổ đĩa bên trong. Với thiết kế card điều khiển giúp người dùng có thể dễ dàng tháo lắp. Khi tháo bảo mạch ra, các bạn sẽ thấy một phần xốp đặt ở giữa bo mạch và ổ đĩa. Và phía dưới của bo mạch thì có ba chân bằng đồng hình ngón tay dùng để kết nối với ổ đĩa và điều khiển vòng quay, ngăn chặn mất khả năng kết nối HDD khi chúng hoạt động. Điện năng tiêu thụ thấp chỉ với 7W ở thời gian chờ và hiệu năng tiêu thụ ổ cứng hoạt động là 11,2W. Bên cạnh đó còn cung cấp thêm giải pháp Power Choice để giảm điện năng tiêu thụ trong thời gian chờ hay xử lý nhàn rỗi, đồng thời cung cấp chế độ bảo mật SIS hỗ trợ cổng giao tiếp SATA. Sản phẩm có dung lượng 4TB, 256MB cách đang được bán tại Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 24 tháng.